hơi yếu khi leo dốc. Không trang bị nhiều tính năng, công nghệ, chi phí sửa chữa pin và motor cao. Xin chào mọi người. Có một sự thật thú vị như thế này. Bất cứ khi nào AutoPro đăng tải những thông tin về Suzuki XL7 hay là Hybrid Ertiga thì luôn nhận về nhiều lượt xem cũng như bình luận. Mình là Ti Anh và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách nhiều thứ. Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại một video hỏi đáp. Hôm nay thì tụi mình sẽ không làm một video review chiếc xe này nữa, bởi vì đã có một hành trình mà đường link ở ngay phía bên này. Các bạn có thể bấm vào đấy để xem kỹ hơn nha. Và cho đến thời điểm này thì bọn mình vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm về kể cả XL7 lẫn Hybrid Ertiga. Nên chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu nào anh ơi. Vì ý kiến đầu tiên là em thấy rất là nhiều trên các nền tảng của mình. Đấy là con XL7 mà có Hybrid nữa thì ngon, dáng của Ertiga thì lại kén khách quá. Ok, câu này thì công nhận là anh đọc cũng khá nhiều thật. Thế nên là mình sẽ xin phép dùng câu hỏi này để trả lời đầu tiên. Bởi vì đây sẽ là một ý kiến mà mình sẽ gửi cho Suzuki, và biết đâu trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có Hybrid XL7. Còn về dáng kén khách, đây là một điểm anh cũng đồng quan điểm, nhất là ở phiên bản trước. Nhưng mà cho tới phiên bản này thì chúng ta đã có gói phụ kiện Sport Limited. Thế nên là nếu mà nhìn về thẩm mỹ thì thực ra nó cũng không xấu lắm. Trông khá thể thao. Và ý kiến tiếp theo là bánh của XL7 nhỏ quá, tạo cảm giác xe không vững, không đầm. Bánh xe nhỏ quá. Vâng. Thực tế thì nếu như so XL7 hay là Hybrid Ertiga so cùng phân khúc thì đúng là nó đang nhỏ hơn 1 inch. Nhưng nếu như nói rằng xe không vững không đầm thì có lẽ là không đúng. Bởi vì với trải nghiệm từ đầu tiên là từ anh em mình đã đi nhiều hành trình rồi. Hôm nay là quanh đảo Cát Bà. Rồi cho tiếp theo là phỏng vấn người dùng, đúng không? Đường link có thể để phía bên tay phải đây. Thì mọi người không có ai phàn nàn về cái sự thiếu ổn định trong quá trình vận hành của cả hai mẫu xe này. Nếu để nhìn lại thì em thấy với một cái bộ mâm nhỏ hơn ấy thì đồng nghĩa là trọng tâm sẽ thấp hơn, điều đó tăng khả năng bám đường và đồng nghĩa là khi vào cua gấp nó sẽ ổn định cái xe hơn. Yes. Ok, mà quan trọng hơn thì chúng ta nhìn lại nhá, với một bộ mâm nhỏ nhưng mà thành lốp khá cao. Dạ vâng. Thế nên nó cũng sẽ giúp cho chiếc xe êm ái hơn. Vâng. Và khả năng cách âm nó cũng tốt hơn, đấy là lý thuyết. Dạ vâng. Mà thực tế thì khả năng cách âm của hai mẫu xe này thì đúng không đến nỗi đâu, khá tốt đấy. Đúng, khá tốt nếu mà so trong phân khúc. Với cả một điều quan trọng nữa, đấy là mặc dù là trọng tâm thấp nhưng mà chiều cao của xe thì được giữ nguyên. Nên là khi mà chúng ta ngồi bên trong ấy, khoảng sáng đầu này, nó thoáng. Tạo cảm giác khi mà mình ngồi trong xe ổn hơn. Dạ vâng. Tiếp theo là ý kiến là thiết kế xấu, đuôi xe XL7 cứ bị tóp vào. Thiết kế xấu lại là một câu hỏi về vấn đề thẩm mỹ. Dạ vâng. Thì tất nhiên mỗi người sẽ có một quan điểm. Nhưng mà về XL7 thì cũng hơi khó, bởi vì nhìn dáng xe thì cũng khá trường, khá thể thao. Nhưng mà về phần đuôi xe thì có lẽ là bởi vì những thiết kế nó hơi lớn một chút. Dạ vâng. Nên là nó cảm giác là hơi bị thiệt thòi, nó hơi bị ăn vào nhau. Mà có một điểm thú vị là khi đi buổi tối ấy, em nhìn cái đèn hậu với cái đuôi xe ấy, làm em nghĩ đến một cái mẫu xe Thụy Điển. Không biết anh có nghĩ ra không? Ok, xe Thụy Điển rồi. Nhưng mà để mà bây giờ nghiêm túc lại nhá, với một người dùng phổ thông đi, dạ thì anh nghĩ rằng khi mua một chiếc xe 7 chỗ phổ thông như thế này thì thứ mà họ cần là một chiếc xe có không gian đủ tốt, đi phố thường xuyên và có thể đi được một số địa hình cơ bản. Đó. Và tất nhiên là về chi phí sử dụng nữa thì nó phải tốt. Đây là một chiếc xe mà trong tầm giá chỉ khoảng 600 triệu đồng thôi. Vâng, mà em thấy với những ai mà chạy dịch vụ hoặc là chạy taxi ấy, thì họ chỉ cần một cái xe có khả năng động cơ tải tốt này. Đúng rồi. Bền và ít hao xăng nó là quá ok. Đấy, thì đây là những điểm cốt lõi nhất ảnh hưởng đến hành vi mua xe của một người tiêu dùng. Vâng. Ý kiến tiếp theo thì mấy xe của Suzuki thì ít trang bị, ít tính năng công nghệ lắm, so với Xpander, Karen thiếu cảm biến, gương chỉnh điện, đèn tự động, phanh tăng trống. Ok, nếu mà nói về trang bị, và đây cũng là một câu hỏi khá dài, đúng không? Vâng.
thì có lẽ anh em mình sẽ cùng nhau bóc tách từng yếu tố một, okay. Nhất là về cảm biến. Dạ, vâng. Đồng ý rằng là kể cả XL7 hay là Hybrid Ertiga mới chỉ có hai cảm biến phía sau, chưa có cảm biến phía trước. Vâng. Đó. Mặc dù là khi mà căn xe thì đầu xe khá ngắn nên là căn vào cũng khá dễ. Tầm nhìn cao nữa. Mà nhất là với Hybrid Ertiga còn có camera phía trước 360 độ, đúng không? Nhìn nó dễ. Nhìn nó dễ dàng hơn. Dạ vâng. Rồi còn về trang bị an toàn đi. Vâng. Có công nghệ an toàn chủ động thì Lý Hoàng có thể kể cho anh gọi là một số xe nào trong phân khúc này đang có nè. Theo như em nhớ thì hiện tại là có Toyota Veloz bản cao nhất và Hyundai Stargazer bản cao nhất thì mới có gói an toàn chủ động. Mà mới chỉ có một phần chứ chưa phải là đầy đủ. Mới chỉ có một phần đúng không? Vâng. Còn lại thì so trong phân khúc, nghĩa là kể cả vô danh số trong phân khúc này đi thì cũng là chưa có. Dạ vâng. Đấy. Thế nên là về yếu tố này thì nó cũng khá là tương đồng. Vâng. Còn tất nhiên là những thứ gọi là rất là cơ bản. Vâng. Cân bằng điện tử này, chống bọc cực phanh ABS. Rồi phanh, phân phối phanh điện tử các thứ thì đấy. Vẫn có đủ. Đó, vẫn có đủ. Đủ. Còn nếu mà xét về nội thất đi. Nội thất thì bây giờ Lý Hoàng kể cho anh là nếu mà xét về nội thất của hai mẫu xe này so đối thủ thì nó sẽ như thế nào? Nội thất của hai mẫu xe này thì với em thì em khá là bất ngờ khi có cái màn hình giải trí trung tâm nó lên tới 10 inch. 10 inch. Mà có đủ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, nó khá là cơ bản đấy. Khá cơ bản đủ dùng. Và ở cái bệ tì tay ở giữa ấy, thì cái giá đề cốc của đấy còn có cái khe gió làm mát nữa, rất là tiện lợi ở mùa hè. Hybrid Ertiga này thì còn có cái gương trung tâm bằng điện. Đúng rồi. Mà tích hợp thêm cả camera hành trình. Là đỡ tốn tiền mua cam hành trình đúng không? Và tất nhiên thì với gói phụ kiện Sport Limited thì chúng ta mới có những điều đó. Dạ và vâng. Đây cũng là phiên bản cao cấp nhất. Đúng rồi. Đó. Thế nên là nếu như phải so những option ở trong nội thất với các đối thủ thì có lẽ là cả hai mẫu xe này không thua kém đâu. Dạ vâng, đúng rồi. Ý kiến tiếp theo em thấy là máy xe yếu khi leo dốc đi phố mới đủ dùng. Máy xe yếu khi leo dốc. Ok, thế thì trước tiên là lý thuyết đi. Dạ lý vâng. Thuyết đã nhá. Thì bây giờ Lý Hoàng kể cho anh những mẫu xe đang có mặt trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông. Trong phân khúc đấy hiện tại là có Mitsubishi Xpander này, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Kia Carren và sắp tới còn có Honda BRV và cả hai mẫu xe. À đúng rồi, hai mẫu xe đấy. Sao mình? Ok. Và điểm chung ở đây thì tất cả các mẫu xe này hầu như đều sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên. Và công suất của nó thì loanh quanh khoảng 100 mã lực. Dạ vâng. Đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng có một điều mà người dùng có lẽ họ đang bỏ quên, vâng, là con số công suất chia cho trọng lượng. À đúng rồi. Đúng không? Thế thì trọng lượng của XL7 là 1 tấn 175, đúng không? Như vậy có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn khoảng 90 kg so với cả mặt bằng chung trong phân khúc. Thế nên là con số công suất chia cho trọng lượng nó sẽ tốt hơn, cao hơn. Thế nên là khi mà đi thì nó sẽ bốc hơn. Và thực tế trải nghiệm cho thấy với cung đường của anh em bọn mình đi thì cả vào Đà Nẵng rồi hôm nay là đi vòng quanh đảo Cát Bà thì thực tế là nó cũng đâu có yếu đâu. Dạ vâng. Dù tất nhiên chúng ta phải khẳng định rằng với một chiếc xe 7 chỗ phổ thông như thế này thì nhiệm vụ chính của nó không phải là để lúc nào chúng ta cũng đi dốc, mà chúng ta sẽ là đi phố thường xuyên rồi thỉnh thoảng là chúng ta đi chơi. Vâng. Đúng không? Chứ không phải là lúc nào cũng đi vào lôi vào những đường như thế này. Đấy. Thế còn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì anh như thế nào? Khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhá. Vâng. Thì với một chiếc xe, cả hai mẫu xe này đều đang sử dụng hộp số 4 cấp. Dạ vâng. Đó, thế nên là anh nghĩ rằng là trong quá trình lái thì người lái cũng sẽ phải chủ động hơn một chút, đánh lừa hộp số. Ví dụ như là thay vì chạy 50 km/h thì chúng ta có thể chạy lên 55 một chút để hộp số có thể lên cấp và chúng ta sẽ có một vòng tua nhỏ hơn. Thì khi mà vòng tua nhỏ hơn thì chúng ta cũng sẽ đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao hơn. Ok, thế thì còn về vấn đề leo dốc. Vấn đề leo dốc thì em nghĩ với em hộp số 4 cấp này có lẽ là một lợi thế đấy. Ừ. Kết hợp với cái tính năng audio và cái số L nữa thì khi leo dốc em nghĩ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Yes, ok. Thì chúng ta tiếp tục câu tiếp theo đi. Ok, tiếp theo là bánh sau vẫn là tăng trống chuẩn chết. Chuẩn chết. Ok, bánh sau tăng trống. Xem nào, trong phân khúc này nếu mà kể ra thì có những mẫu xe nào là phanh đĩa nào? Có, hiện tại là có Toyota Veloz Cross và Kia Carren là có 4 phanh đĩa thôi. Đấy, trong khi cả một dàn lúc nãy anh em mình vừa kể khá nhiều mà mới chỉ có 2 xe sử dụng phanh đĩa. Dạ vâng. Ở phía sau. Đấy, thế nên là hiệu quả phanh nhá. Vâng. Thì thực ra đây là một câu hỏi mà mình cũng đã trả lời khá nhiều rồi. Về hiệu quả phanh thì đồng ý rằng là phanh đĩa sẽ có hiệu quả tốt hơn. Dạ vâng. Tản nhiệt tốt hơn, rồi là chống việc hóa khí. Vâng. Hóa khí đúng không? Hóa hơi. Đấy, nhưng mà để mà nói rằng
vì phanh tăng trống không tốt bằng nên là gây xảy ra hiện tượng là bị tai nạn. Được. Có lẽ là mình chưa gặp bao giờ. Trong tầm giá đúng không? Mình biết rằng là nếu như mà bây giờ trang bị thêm cả phanh đĩa phía sau thì giá bán của xe sẽ cao hơn. Được, đúng không? Mặc dù là thời điểm hiện tại đang là phanh đĩa trước, vâng, anh tăng trống ở phía sau, mà doanh số mới chỉ được từng này. Với mức giá 600 triệu. Đấy, mức giá 600 triệu. Bây giờ mà phanh đĩa thêm rồi là tăng giá bán thì không biết là doanh số thì nó sẽ ở mức nào nữa. Vâng. Và nếu mà còn nhìn lại thì em còn thấy là kể cả những mẫu bán tải, đúng, cái tầm tiền cao hơn vẫn sử dụng hai phanh tăng trống ở phía sau. Ừ. Nên là em nghĩ là mình nên chờ phiên bản nâng cấp của hai mẫu xe này để xem trang bị. Tất nhiên là vẫn phải khẳng định là có phanh đĩa thì vẫn tốt hơn. Vâng. Và chúng ta sẽ chờ thêm. Tiếp theo về ý kiến về phuộc. Phuộc. Thì cho rằng là phuộc XL7 cứng và sóc quá. Cứng và sóc quá. Vâng. Cái này thì không biết là gu của mọi người thế nào nhá. Nhưng mà bản thân mình thì mình thích một chiếc xe có phuộc cứng hơn. Vâng. Và nhất là một chiếc xe 7 chỗ như thế này, phuộc cứng thì khi mà ngồi đủ 7 người, đúng không? Thì phuộc nó mềm là vừa. Đúng. Chứ bây giờ mà mềm ngay từ đầu, ngồi đủ tải là được, nó bắt đầu dễ chóng chành, bồng bềnh. Và nhất là với những người bạn của anh nhá, bắt đầu tìm hiểu mua xe, có vợ con rồi các thứ. Đã, thì vợ này rồi là mẹ dễ bị say xe, nên càng cần một chiếc xe nó cứng vững hơn, quan tâm đến người ngồi sau. Ừ, đúng. Thế thì với anh nghĩ là quan trọng nhất với một phuộc cứng là gì? À, quan trọng nhất của một bộ phuộc cứng nhá thì đó là giảm chấn của nó phải tốt. Vâng. Đấy. Để khi mà chúng ta đi qua những cái đường mấp mô thì việc chỉ tiêu dao động của nó dập tắt dao động nhanh và rất dứt khoát. Dạ, vâng. Đấy. Thì anh nghĩ đấy là điều quan trọng nhất. Còn và thực tế hai mẫu xe này. Dạ, vâng. Thế còn trong phân khúc thì anh thấy bộ phuộc? Tất nhiên là để đòi hỏi bộ phuộc của cả hai mẫu xe XL7 hay là Hybrid Ertiga nó phải tốt như một chiếc xe cao cấp thì tất nhiên là rất khó. Vâng. Nhưng mà để mà so trong phân khúc thì nó làm việc như thế là tốt rồi. Vâng. Em đồng tình với ý kiến của anh. Ừ. Ý kiến tiếp theo về là về sơn xe. Thì cho rằng là sơn xe mỏng dễ bị rỉ sét. Sơn xe mỏng dễ bị rỉ sét thì thực ra đây cũng là một câu hỏi mà mình cũng đã từng nhận được rồi. Thế thì mình xin phép sẽ trích lại phần trả lời của hãng xe. Đấy, như các bạn đang thấy trên màn hình. Tiếp theo là về ý kiến về không tiết kiệm xăng và nâng cấp tính năng không hơn nhiều mà giá bán lại tăng cao hơn so với bản cũ. Giá bán tăng cao hơn so với bản cũ, câu này khá dài đấy, làm bụng ngất đi. Xong rồi anh sẽ hỏi em, với Hybrid Ertiga là có đến 32 điểm mới. Đúng, em uống xong nước xong em kể thử cho anh là một số điểm nổi bật. Không sao, em kể được luôn. Với em thì ấn tượng nhất có lẽ là đèn pha tự động này, gương gập tự động này, có cam hành trình tích hợp vào cái gương điện tử ở chính giữa này. Rồi, gương điện tử. Có sạc không dây. Mà sạc không dây là dùng khá tốt nha. Đúng rồi, sạc không dây dùng tốt. Và có cái bệ thì tay ở giữa là có thể di chuyển, chuyển lên, chuyển xuống được. Ok. Em thấy dùng rất là tiện dụng. Và tất cả những điều đó thì đều hướng đến người trải nghiệm ngồi bên trong. Tập trung người trải nghiệm người dùng. Rồi, ok. Thế thì tiếp theo là về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu nhá. Dạ, vâng. Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu thì anh thấy nó khá liên quan đến hành vi của người lái. Bởi vì có nhiều người lái là thường xuyên nhồi ga rồi phanh gấp, đúng không? Vâng. Rồi có khi là về vấn đề bảo dưỡng nữa, dầu để quá lâu rồi. Đấy, thì một chiếc như là Hybrid Ertiga ở đây thì còn có thêm ga tự động nữa. Vâng. Thì việc sử dụng ga tự động ở đây thì nó cũng giúp cho hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao hơn. Còn tất nhiên là với Hybrid Ertiga, với hành trình của anh em mình, một bình xăng đi được vào đến Đà Nẵng hơn 880 km. Đúng rồi. Thì có lẽ là không cần phải minh chứng hay là bàn cãi gì vấn đề tiết kiệm nhiên liệu nữa. Tiện đang nói về Hybrid Ertiga thì em thấy một ý kiến cũng được nhắc khá nhiều là lúc thay thế pin thì có mắc không? Mắc không? Mắc không. Ok. Không biết là Lý Hoàng còn nhớ không, khi mà mình up video Hybrid Ertiga đi vào Đà Nẵng thì còn có một comment nhận được khá nhiều sự quan tâm. Và em rất nhớ và cũng đã ghi lại ở đây rồi. Đấy là 5 lít thì không ấn tượng lắm, mà là còn Hybrid thì không hề ấn tượng. Ok, vậy thì nhờ câu hỏi này thì mình sẽ hơi lan man ra ngoài một chút. Mình sẽ bóc tách Hybrid ở đây. Ok. Có nghĩa là với Suzuki Hybrid Ertiga thì chúng ta thực chất là chỉ có một viên pin lithium ion rất nhỏ, 12V, 6A, đúng không? Và đặt ở dưới ghế. Nên nó chỉ giúp trong quá trình là tăng tốc thôi, giúp cho quá trình tăng tốc mượt mà hơn. Vâng. Chứ không giúp cho Hybrid Ertiga có thể chạy thuần điện được. Thế nên là lúc nào cũng sẽ chạy xăng 100% nhá. Nên vâng, vấn đề là chạy 5,5 lít cho 100 km. Đấy, khi mà trung bình ra vâng, thì như thế là rất tốt rồi. Đó, hợp lý. Còn về việc thay thế pin có đắt hay không
Thế thì một viên pin của Hybrid Ertiga thì có mức giá là 29,9 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí. Tức là tính ra chỉ có ngang ngửa một chiếc smartphone. Đúng, ngang ngửa một chiếc smartphone. Và thời hạn bảo hành của viên pin này từ nhà sản xuất là 5 năm hoặc là 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Thế thì anh có biết tuổi thọ của viên pin nó là được bao lâu không? Tuổi thọ của viên pin hơi ồn quá. Nhưng mà ok, tuổi thọ của viên pin thì là khoảng 10 năm. Đấy. 10 năm. Thế nên chúng ta sử dụng Hybrid Ertiga trong khoảng 10 năm mà chi phí thay thế chỉ có khoảng 30 triệu đồng. Tức là 3 triệu đồng một năm, trung bình. Thế nên mình nghĩ rằng là mọi người không cần quá lo lắng đến vấn đề là thay thế hoặc là sửa chữa viên pin này đâu. À ok anh ạ. Ý tiếp theo. À tiếp theo. À hết rồi anh ạ, đấy là câu ý kiến cuối rồi. Cuối á? Vâng. Là lướt kỹ chưa? Chắc rồi. Chắc rồi nhá, chắc chắn nhá, chắc chắn nhá. Ok. Thế mình nghĩ rằng từ nãy đến giờ là anh em bọn mình đã dành khá nhiều thời gian cho chuyên mục hỏi đáp ngày hôm nay rồi. Vâng. Đó, thì thời tiết ngày hôm nay như các bạn thấy là anh em mình đang ở cảng biển. Đôi khi là có nhiều tiếng ồn, rồi thời tiết nữa. Đúng, đấy, nắng rồi bây giờ thì lại bắt đầu hơi oi. Thì chắc có lẽ là bây giờ thì sẽ cất đồ đi về. Và hẹn gặp lại mọi người trong một video khác. Và nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Và team mình sẽ trả lời trực tiếp luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.